Dạ con kêu giúp việc xin nghe ạ. Dạ dạ chào quý khách ạ. Dạ vâng, vui lòng đợi một chút xíu em sẽ chuyển máy cho sếp ạ. Dạ. Số máy của quý khách hiện đang liên hệ không có ma nào bắt máy vì một vài lý do. Có thể do nắng đo hay bị ho mà không thể bắt máy. Xin quý khách vui lòng cướp máy và phiền lòng gọi lại sau. Dạ. Dạ vâng, chào quý khách ạ. Quý khách ơi, hiện tại phòng của sếp em thì không có ma nào bắt máy. Có thể là do đắn đo, lắng lo hay là bị ho gì đó. Xin quý khách vui lòng cúp máy và gọi lại sau ạ. Dạ vâng, em cảm ơn quý khách ạ. Dạ, chào quý khách. Trời ơi Vi. Ôi thần Linh ơi, sao em nói chuyện với khách hàng gì mà kỳ vậy? Dạ thì tại vì sếp để chế độ thu tự động rồi sếp nói như sao thì em chuyển lời lại y chang vậy. Em nói như vậy đâu có được, sếp nói như vậy là nói vui với nhân viên của mình thôi. Còn em phải biết tự biến đổi linh hoạt cái não của mình để cho nó phù hợp với khách hàng, để tạo cái sự vui vẻ cho khách hàng. Đúng không em? Đúng rồi chị. Ủa chứ bây giờ em phải làm sao, biến tấu như thế nào? Đây như này. Alo, sếp bận rồi nhá, bye. Ngày mai dẹp công ty luôn đó em. Gì chứ? Ngắn gọn xúc tích mà chị. Đưa điện thoại đây, chị hướng dẫn cho một lần. Dạ. Một lần rồi nhớ nha chưa. Alo, em đó hả? Em à, nếu trong cuộc đời này chúng ta có duyên thì chúng ta sẽ đến được với nhau. Có duyên mà không có nợ thì giống như là người đi ngược lối trên dòng đời nghiệt ngã em à. Còn duyên còn nợ thì sẽ đi với nhau dài trên con đường đến với một chân trời, một tương lai tươi sáng nha em. Chào em, thân ái, chào tạm biệt. Tập trung làm việc đi em. Tập trung làm việc. Ủa chị ơi, khi mình nói như vậy thì nó có bị kỳ kỳ. Em có thể là em sẽ nghĩ nó hơi sến đó, chị cũng thấy vậy. Nhưng mà đó là cái cách mà mình có thể trung hòa giữa tâm linh khoa học. Hai cái yếu tố đó kết hợp với nhau, nó tạo cái sự hài hòa. Em hiểu rồi, em sẽ nói y chang như vậy. Cảm ơn chị nha. Thông minh. Dạ. Con bé dễ học hỏi nha, chịu khó. Dạ. Học hỏi nha. Ừ. Ủa mà kỳ vậy, sếp không có trong phòng sao em tìm không ra? Dạ không, em cũng không biết nữa, sáng giờ khách hàng gọi quá trời luôn. Em cũng liên hệ với sếp mà không thấy ai bắt máy á. Oh my god. Trời đất ơi, tôi là con người mà phải trâu bò ra bắt con tới lui qua lại hoài trời. Sao? Ủa có chuyện gì mà bé Quỳnh Rama, bé bỗng của chị cảm thấy bực bội như vậy? Chị ơi, từ sáng tới bây giờ 5 lần 7 lượt em từ phòng mình chạy qua phòng sếp, từ phòng sếp chạy về phòng mình, rồi đi khắp cái công ty này kiếm sếp để nộp cho sếp cái logo em mới thiết kế để cho sếp duyệt, mà kiếm hoài không ra sếp nè. Kìa. Ủa gì sếp? À, coi chừng sếp trong phòng vệ sinh á. Không có. Hay là trong căng tin? Không. Hay là sếp trong phòng họp? Không có luôn. Hay là sếp bị sếp vô tủ cất rồi? Trời ơi, bà. Sếp á là con người, là loài động vật bậc cao chứ phải là đồ đạc mà sếp lại cất trong tủ. Không phải đâu em, tại công việc bộn bề quá chị thoáng quên thôi. Ủa chị ơi, vậy cuối cùng là sếp đi đâu? Ai mà biết, từ sáng tới giờ kiếm không có tìm. Tất cả mọi người. Ủa, em sao nay nhìn lạ vậy? Thấy quần áo đầu tóc thì chỉnh chu quá à. Ê khoan, cái áo vest này nhìn quen nha. Cái áo của sếp nè. Ơi, kiểu tóc của sếp đó. Cái áo của sếp. Em cái kiểu tóc của sếp này đúng rồi. Đúng rồi. Em làm gì sếp? Em làm gì sếp của tụi anh chị? Em làm gì sếp của anh chị? Em làm gì? Tôi biết rồi, thấy không? Tôi suy đoán ra liền nè, thấy không? Tôi đã từng nói với mọi người rồi. Đây, cái phần tử này ha, trà trộn vào công ty của chúng ta, bắt đầu ha điều tra quan sát cái hệ thống quản lý công ty rồi ha. Cùng một ngàn nó đẹp trời, ngày hôm nay chẳng hạn, hôm nay trời đẹp thiệt, nó sẽ dùng dậy, nó xoáng ngôi của sếp, bây giờ nó làm sếp của chúng ta, đúng không em? Đúng làm rồi. Vậy đúng không? Đúng anh Quỳnh này nói gì nghĩ sao mà nói em vậy vậy? Hôm nay hả là sếp bận rồi cho nên em là thực tập sinh đúng không? Bây giờ em thực tập vô vị trí cao nhất của công ty mình, em thực tập làm sếp. Ai đứng nghe học làm sếp luôn á, học tập mà cũng có thực tập làm giám đốc luôn hả? Con nghĩ cũng hơi vô lý ha. Sao có không chị, người ta là cháu sếp mà, bây giờ mà hả nó leo lên đầu chị ngồi á, chị cũng phải cam chịu chứ đâu kháng cự được. Nó leo đầu bà ngồi rồi đó, sao em biết? Đầu trẻ làm đâu rồi kìa. Trời ơi, em chết rồi. Sao nó leo lên đầu em ngồi luôn rồi? Sao đầu em đôi ngã đôi đường rồi? Trời ơi, nó leo đầu ngồi ngay vậy? Không, hồi sáng đi xe thôi, gió nó tạt ngang rồi bà. Không, ơi không, cái này cái kiểu chị em ơi. Quá đáng, thiệt là quá đáng. Ôi em làm gì đâu quá đáng. Anh không có chửi thằng em mà anh chửi thằng sếp. Trời đất ơi,
tại sao sếp nghỉ mà không có viết một cái giấy phép xin phép tất cả chúng ta? Anh Bảy, anh Bảy là nhân viên, còn sếp là sếp. Anh Bảy nghỉ có khi bị đuổi, còn sếp nghỉ giờ nào sếp nghỉ ha. Nhưng mà tại sao sếp lại nghỉ làm hôm nay? Hay là sếp có việc bận gì à? Không phải bận, mà là bệnh. Bệnh? Khoan. Sao mà sếp bị bệnh gì mà sao không đi làm vậy, ghê vậy? Anh chị chưa biết hả? Cậu em bị nôn mửa. Có bầu. Bà nội, con mất nhận thức. Trời đất ơi, không biết phân biệt được giới tính hả? Đàn ông con trai làm sao có bầu được? Không, ý em không phải là cái từ đó. Ý em muốn nói cái từ khác. Cái từ... thụ thai. Trời ơi, thụ thai là cái tiếng Hán gì cũng có bầu đó bà. Gì có mang? Trời ơi, thời buổi gì mà dùng từ có mang. Đây nè. Trong đầu của em á, có rất là nhiều vốn từ nó phong phú lắm nha. Mà em sử dụng nó bị sai trái, nó không đúng cách đó. Em quăng đường quá à, cô bé. Chị ơi, chị sao á? Cậu em là đàn ông chứ bộ mà sao làm gì mà có bầu, thụ thai hay là có mang gì được. Mà sếp sao rồi, sức khỏe lại chưa? Trời ơi, anh chị biết không, đáng lẽ sáng nay là cậu đi làm sớm lắm mà ói hả, mặt mày xanh lè, không còn chút máu, mặt xanh mặt vàng, tay chân run lẩy bẩy luôn, tim hả nhịp có nhịp không, tắc mạch không được luôn á. Giờ không biết làm sao nữa, cậu có gọi cho em mà cậu nói gì em chưa nghe được nữa, chắc giờ không biết sống chết sao. Ôi ghê quá vậy. Ủa, em ở đây rồi, em để sếp ở nhà một mình rồi lỡ cái chuyện gì rồi làm sao? Trời, bỏ ra liền cái suy nghĩ đó liền. Không được, cậu em là người lớn đâu phải là con nít đâu mà mò bậy vô ổ điện rồi chọt tay vô ổ điện vậy được. Không em ơi, vẫn còn rất là nhiều mối nguy hiểm khác. Alo, chủ nhà đang ngủ rồi, thôi nghe đang đi ăn trộm. Trời gì đó. Trời ơi, bà con ơi, con cứ vô nhà của mình là con. Đen. Ê, nó nghe nè, góp ý nha. Mai mốt tưởng tượng á, thì tưởng tượng cái thằng ăn trộm nó mặc đồ bớt nổi giùm cái. Trời đất ơi, ăn trộm thì mặc đồ màu cam, màu đỏ, đang vậy á, còn nghe điện thoại của chủ nhà nó quang đường. Nhưng mà hai anh chị yên tâm đi, cậu em á chắc là ở nhà không có chuyện gì xảy ra đâu. Với lại hả, cậu em nằm nghỉ thì chắc cũng khỏe hơn chút rồi đó. À, bây giờ em phải đi lo sổ sách cho công ty đó, công mà cậu phải làm thay việc của cậu á. Nhưng mà cái chuyện cậu em bệnh á, hai anh chị tuyệt đối không được nói cho mấy anh chị khác trong công ty biết nha. Mắc công họ biết á, rồi hả, họ vui chơi, họ vui á, họ đi ăn mừng, họ đi trảy hội á, là không có chuyện gì đâu. Đừng có nói nha. Chị hay tin gì chưa? Trời ơi, hay rồi. Chị ơi, chị hay tin gì? Có đứa sắp bị tán vô mặt. Ôi, ai mà xui vậy? Cưng, ướt hết bàn làm việc của chị. Thôi, đừng có tào lao cái chuyện này. Cưng có tào lao á, biết tin gì chưa? Cưng chưa nói sao mà chị biết? Không, từ nãy tới giờ em không kể, chị biết là nãy trong giờ làm việc á, nhiều người ở đây quá em không kể được. Bây giờ là giờ giải lao rồi, tất cả mọi người đi hết rồi, chỉ còn hai chị em mình thôi, cho nên rằng là em có một cái chuyện muốn tâm sự với chị. Mà chuyện gì em nói chị nghe coi. Chuyện của sếp. Wow, being a cat is so great. Em, thí dụ mà mình tưởng tượng sếp đàn ông tí được không?
Tại vì theo phong cách của em ấy, em thích cái gì đó trong sáng, trong sáng, trong sáng, trong sáng. Em thích cái gì đó đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Em thích cái gì đó dễ thương, dễ thương, dễ thương, dễ thương. Cho nên em phải tự xếp như vậy. À, nhưng mà sếp của mình mà phải đàn ông, đàn ông, đàn ông, đàn ông chứ. Bình đê, bình đê, bình đê, bình đê như vậy không được đâu. Không được hả chị? Ủa mà sao chị nhúng hoài vậy? Ê, đẹp mềm quá em. Ngồi cái nói chung là bây giờ nè, nệm em thì chị nệm em. Bây giờ vấn đề là chị quan tâm là muốn xếp đàn ông đúng không? Đàn ông, đàn ông, đàn ông, đàn ông. Đàn ông, đàn ông, đàn ông, đàn ông, đàn ông. Đàn ông thì xếp. Gì đó vậy? Em chị cũng cảm thấy hài lòng về ngoại hình của sếp rồi. Đàn ông rồi nè. Nhưng mà ví dụ mà thêm miếng má hồng với miếng son không mặc nhìn nhạt quá. Bậy bậy, người ta ngủ không có make up được. À. Không có ai ngủ mà make up đâu. Có chị ấy, có chị trên, có cổ đời chứ có một mình chị là trang điểm khi ngủ thôi. Đúng rồi em, mà thiệt chị có nhiều khi chị cũng muốn giống như mọi người là không trang điểm khi ngủ. Bữa hổm chị thử rồi. Ừ. Sáng thức dậy chị không nhận ra chị. Thì đúng rồi. Bà mà không make up đi làm á là tôi phải làm quen bà lại thêm một lần nữa đó. Đúng, nhiều khi chị còn không biết chị là ai. Bây giờ nhúng đã chưa? Hồi mỏi quá em. Thật ra tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Chị nghe mà chị nổi da gà ở trơn quá em ơi. Cái gì mà nôn ra máu thấy ghê quá. Bây giờ là khắp nơi đều là máu, ở đâu cũng thấy máu trong nhà của sếp. Nhà mẹ em hoang mang, em hoang mang chuyện sao, gì nào? Sao sao cái chuyện gì? Không biết rằng là sếp ói ra máu hay là ói ra siro dâu đây. Đúng không? Tại vì cái siro dâu á, nó có cái màu rất là giống cái màu máu. Đó, nhiều khi mình thắc mắc hoang mang là liệu là ăn siro dâu rồi ói ra máu hay là mình ăn máu rồi ói siro dâu. Rồi lỡ nhiều khi trong bụng mình không ăn siro dâu rồi ói là siro dâu rồi sao? Nè. Em phân tích một hồi á, chị cảm thấy chị bị hoang mang á, em hiểu không? Có nghĩa là bây giờ ăn siro dâu rồi ói ra máu rồi ăn cái gì mới ói ra siro dâu? Ăn tiết canh. Hợp lý không? Hợp lý em ơi. Ủa nhưng mà vậy cũng được hả? Được hết, mình đang suy đoán mà chị, mình cứ suy đoán lung tung đi, trúng cái gì thì hay cái đó. Mà không những ngói ra máu nha, mà ông còn co giật, ông đập đồ, ông tùm lum tùm la hết. Mà không phải là sếp mà chỉ là một người điên gì đó, ghê không? Ghê không, ghê không, ghê không? Ghê quá em ơi. Khoan, bây giờ em nẹp cái người em lại đi. Mình nổi da gà thôi mà, mình từ từ thôi. Em yên lặng trong 5 phút để chị suy nghĩ coi, để tâm linh của chị suy nghĩ coi. Sếp bị gì mà trầm bệnh dữ vậy? Anh Cấp. Ôi trời ơi, đi ra ngoài này. Sao lại chui vào đây? Thì em tới kiếm anh. Kiếm anh? Đây là phòng vệ sinh nam, kiếm cái gì? Thì em biết mà. Biết mà còn chui vào? Thì tại vì em có chuyện. Có chuyện gì? Thì em đến kiếm anh đi vệ sinh phải không? Thì anh vào đây anh chả đi vệ sinh thì anh làm gì hả em? Trời, anh nói gì vậy? Ở trong phòng vệ sinh không những là đi vệ sinh còn làm được rất là nhiều chuyện. Ví dụ là trang điểm, make up nè, đúng không? Em có làm gì ai cũng điệu được như em. Ê mẹ, em nói anh nghe nha, không những là trang điểm make up thôi đâu, mà trong phòng vệ sinh còn làm được rất là nhiều chuyện. Ví dụ như là ăn dụng chẳng hạn. Chị biết không, mỗi lần mà em muốn ăn dụng là phải trốn trong cái mang một mình. Tại vì em sợ anh chị dằn nói với em á. Thế hả em? Em tốt tính thế. Nói tới nói lui, em vào đây làm gì đấy? Đây là phòng vệ sinh nam. Em mắc. Mắc? Mắc thì đi vào phòng vệ sinh nữ đi đi, trời ơi chị ơi. Này, không phải. Không phải là mắc cái đó. Thế mắc cái gì? Mắc cái gì? Mắc nhiều chuyện. Là sao? Trời ơi, em đang có một cái chuyện này em rất là muốn nói với anh. Mà anh biết không, em mà không nói ra được thì em sẽ rất là bức rất em khó chịu. Coi như là ăn không ngon, ngủ không yên, làm cái gì không đẹp. Mà thậm chí là trang điểm cũng không đẹp luôn. Mà trời ơi, em là cái beauty mà, làm sao mà có thể trang điểm không đẹp được? Bởi vì em phải nói ra. Rồi, em nói anh nghe, có chuyện gì? Là cái chuyện của sếp. Chuyện của sếp? Ừ. Anh biết tại sao mà sếp không đi làm không? Tại sao? Sếp bị đánh ghen. Sếp bị đánh ghen? Ừ. Sếp đang pha trà đó. Và bây giờ là lại ghế salon ngồi. Rất chà. Uống trà.
sẽ là lấy iPad đọc báo. Đúng là sếp có khác, thảnh thơi quá em nhỉ. Bây giờ như nào? Bây giờ hả? Em là bồ nhí của sếp. Bồ nhí? Sao lại bồ nhí? Đang tính nhân viên sao nhảy sang bồ nhí là sao? Thì mình đang tưởng tượng mà. Rồi bây giờ em là bồ nhí đúng không? Thế anh là gì? Vợ sếp. Vợ sếp? Cái gì này? Dạ sếp. Vợ sếp mà nhìn ghê này á. Thì ghê đó, thì sếp mới đi ngoại tình có bồ nhí là đẹp như em nè. Và bây giờ cuộc đánh ghen bắt đầu. Trời ơi, trời ơi. Chào 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 cuộc chung. Anh có nhớ em không? Ôi anh nhớ, anh nhớ, anh nhớ em lắm. Anh ơi. Rồi. Anh có yêu em không dạ? Ôi anh yêu lắm, yêu lắm, yêu lắm. Anh ơi. Dây, dây. Anh có muốn cưới em không dạ? Mình anh nói đi, tại sao anh làm thế với em hả? Con này có gì hơn em? Nó chỉ xinh hơn em, nó đẹp hơn em, nó quyến rũ hơn em, nó hoàn tính hơn em thôi mà. Hả? Tại sao anh lại theo nó? Tại sao anh lại có trăm quen đèn như thế hả? Mà cô này nữa, cô dám mèo mả cả đầu với chồng tôi đúng không? Em bình tĩnh. Hôm nay tao không gặp đầu mày, tao là con mày. Nóng quá. Tôi xử anh hôm nay luôn. Chuyện là vậy đó. Trời đất ơi, hóa ra là sếp không đi làm tại vì là sếp bị vợ đánh cho phụt cả nước. Ừ, mà nghiêm trọng hơn là cái cô nhân tình đó cô bị cạo trọc đầu luôn. Bị cạo trọc đầu luôn? Ừ. Thế bây giờ cái cô đấy ở đâu rồi? Đi tu rồi. Đi tu? Sao thế? Thì nhân tiện thể cái đầu trọc thì đi tu luôn. Còn sếp thì sao? Sếp khổ lắm. Ngày nào sếp cũng bị đánh đập, tra tấn dã man, thậm chí á thế còn không thể nào bước ra khỏi giường được. Em nghĩ á là cái công ty mình á thì sẽ phải nghỉ tới vài tháng, còn tệ hơn nữa là vài năm luôn á. Nhưng mà như thế làm sao được? Bây giờ sếp mà không đi làm thì ai quản lý cái công ty này? Thì em nói vậy thôi, thì em đoán thôi. Chứ thật sự á, em nghĩ là nếu mà vợ mà có lòng từ bi á thì sẽ đánh đập rồi dập đầu sếp và lát rát vài bữa thôi. Thả ra à. Mà cũng tại sếp, sếp mèo mả cả đồng cho đáng. Ừ, mà anh công, nói anh nghe nè, cái chuyện này á là em chỉ nói cho một mình anh nghe thôi. Vì chuyện này á anh đừng có đồn ra ngoài tùm lum nha. Mọi người biết á, mọi người lo lắng. Ôi, em yên tâm. Chị biết rồi, chị biết tại sao sếp bị như vậy rồi. Tại sao? Sếp bị người ta chơi ngãi. Chơi ngãi? Là cái gì? Trời, trời ơi, em làm chị tù cảm xúc quá đi. Chơi ngải có nghĩa là mình mua cái ngải đó, mình về mình nuôi. À, giống như là nuôi chó, nuôi mèo đúng không chị? Chị, mua vài con ngải về nuôi cho vui nhà, vui cửa chị. Em có tin em nói một hồi là chị tán em về cái ngõ không bé bảy? Sao mà nội tán hoài vậy? Trời ơi, em vô lý quá à. Trời ơi, mấy cái đó là ma thuật, em hiểu không? Bùa ngải là những thứ cần phải tránh xa. Không có tốt đâu, mấy cái người đó tâm linh bậy bạ lắm, em hiểu không? Có nghĩa là ngải á là một loại rau củ, có thể trồng và khi cây phát triển lên mình có thể hái xuống. Hái xuống cách sử dụng là như thế này: gọt, rửa cho sạch, gọt vỏ, sau đó là thích ép thì bỏ vô máy ép lấy nước uống, còn không thôi thích uống sinh tố thì bỏ vô, bỏ thêm miếng sữa để cho nó béo rồi dễ uống nữa. Dạ chị. Giờ em thích cái mùi sầu riêng, em trộn chung sầu mùi riêng mùi không? Đó cũng hay đó. Ví dụ mình ta thích trà xanh, bỏ trà xanh vô nè, uống gì dễ uống. Ôi nó đa năng dữ vậy ha. Uống đẹp da lắm. Con có giảm cân không? Giảm cân luôn, ôi chết rồi. Nước ép ngải giảm cân. Đúng rồi, cái đó uống thì người ta gọi là ngải ép. À. Sinh tố ngải. À. Các kiểu, hiểu không? À. Ừ. Còn mình uống vô rồi sao nó tác mình, dụng mình gì? Uống làm ví dụ mình uống vô trong rồi nó quậy cái bụng mình, mình nói ra. Hèn chi sếp bị ói. Đó đúng là mấy người bị ói, mấy người bị uống ngải ép hết. Ghê quá. À vậy là em biết rồi. Vì là sếp đã có thù hằn gì với ai đó, rồi có người đó ghét sếp rồi đấy ha. Cái bắt đầu cái ép. Ép ngải. Ép ngải. Ép ngải rồi bắt sếp uống cái ngải đó, bây giờ sếp mới ăn không nổi này.
Trời ơi, phải không ta? Đúng rồi. Em, từ lúc quen em tới bây giờ chị mới thấy em thông minh đó. Vậy là nói gì chị chửi em ngu hả chị? Bây giờ đỡ rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Em thấy chưa, chị đoán không sai mà. Tự nhiên đang yên, đang lành mà tự nhiên trở bệnh nôn mửa kiểu đó là chỉ có thể là uống ngải ép. Đó, em thấy chưa? Sếp đang yên, đang lành, bỗng dưng ngã bệnh. Chỉ có thể là như vậy thôi. Bây giờ chị sẽ đóng vai người chơi ngải. À. Ê, em làm gì vậy? Dạ em đóng vai cái con ngải mà chị nuôi á. Chị bắt đầu bỏ buồn ngải đi nha. Hay, khoan. Ta bỏ ngải lên người con. Vô đi con. Học mã đề. Học mã đề. Học mã đề. Học mã đề chị. Ôi trời ơi. Okay, đây là cái câu chuyện của tôi và bà Khả Khả tưởng tượng ra, sinh viên đâu ra lòi ra hai người vô câu chuyện của tôi vậy? Sao mà xâm phạm cái trí tưởng tượng người ta bất hợp pháp vậy? Tại hồi nãy em đứng kế bên á, em nghe anh chị nói cái gì mà buồn ngải vui quá cho nên em đứng tham gia. Tao nghe lén chuyện người ta. Buồn ngải là sao? Sao vừa nãy em bảo là sếp bị đánh ghen như là ói mà sao giờ lại buồn ngải? Ai đánh ghen? Ai đánh ghen? Ai đánh ghen? Nói đi. Em chỉ nghe nói như vậy thôi chứ em đâu có nói hay đánh ghen gì đâu. Tụi nghe nói thôi bà là. Trời ơi, không phải, tại vì tưởng thiệt hiểu không? Ủa nhưng mà Quỳnh Rama, hồi sáng em nói với chị là sếp uống trái giải ép rồi bị ngộ độc thực phẩm rồi nôn ra tiết canh mà. Thì ý em là vậy, nhưng mà ai nó đánh ghen, ai nó đánh ghen, ai lại bị nó có chuyện đánh ghen. Ai đánh ghen? Nói đánh ghen. Đánh ghen, đánh ghen. Nhưng mà tại chị nói buồn ngải. Không có, nó mới ngộ độc thực phẩm nè, nôn mà chị mới nói. À, đây nè, nguồn gốc câu chuyện là hồi sáng nay thực tập Trung Quang có kể cho em với lại Vi nghe là sếp bị ói. À, đúng không? Đúng rồi. Trung Quang có kể nhưng mà Trung Quang chỉ nói là sếp bị ói bình thường thôi mà. Anh nói gì? Ói ra máu gì? Thấy anh chị ơi. Trời, ai coi được, đưa cái anh đẹp trai này đi, ảnh vô là trì liền luôn đó. Đi. Không chị. Nãy giờ là tụi mình không có nói thoát. Anh này anh xuất hiện để anh giải quyết cho tụi mình đó. Nãy giờ mình cãi hoài không biết ai đúng ai sai. Bây giờ có người đối chứng rồi nè. Phải không? Đúng đó. Thiệt ra là cậu em á không có bị như những gì anh chị nói đâu. Tại vì em nhớ rõ ràng là cậu em chỉ có ói ra bình thường thôi, không có ói ra máu. Nói chung là em đơm đặt chuyện bịa câu chuyện đặt đơn. Rồi. Cái gì vậy anh? Anh nói gì em không? Trời ơi, cái gì mà tùm lum nè. Đặt điều em bị rối văn á, bị rối quá. Em đặt điều bịa chuyện. Không là không sao, từ nãy tới giờ em nói vậy, em nói không là sao, là mọi người nãy giờ này làm chứng đúng không? Mắc cười em. Nãy giờ em nói không có làm chứng quá là sao chứ sao? Không ai hiểu gì hết à. Trời ơi trời. Cái chỗ người ta đang cãi lộn, đang rất là kịch tính và mâu thuẫn thì chị vô chị quét dọn là sao? Em không ngờ chị quét từ ngoài sân vô công ty mà chị quét vô tới cái tưởng tượng của người ta luôn á. Này nha, mấy người không biết gì hết. Sếp nha, không bị ói nha, không bị ngộ độc thực phẩm nha, không bị đánh ghen, đặc biệt là không có bùa ngải gì nha. Mê tín dị đoan. Ê, vậy chứ bị gì? Dâm theo. Trời ơi. Bùa ngải là mê tín dị đoan. Bị dâm theo chắc là khoa học dữ lắm đó chị ơi. Dạ, dạ. Mấy người không biết gì hết. Tôi đã âm thầm điều tra sếp bấy lâu nay rồi. Trời ơi, sếp mới bị sáng nay mà điều tra bấy lâu nay vậy? Mới bị sáng nay thôi, mới khoảng mấy tiếng hồi nè chị Bảy. Mấy người không biết gì hết. Vậy chứ bà biết gì không? Biết, tôi điều tra bấy lâu nay rồi sao không biết? Ủa sếp nè. Ủa sao sếp đi làm vậy? Hay ha. Tưởng tượng ha, lên tới công ty rồi mà còn nằm mơ, còn tưởng tượng, còn lôi tôi vô công chuyện nữa ha. Dẹp hết đồ đạc trên công ty để tưởng tượng làm cái mền, cái giường tôi ha. Nè, nghe tôi hỏi nè, ai đồn tôi mắc ói? Con. Ai đồn tôi bị đánh ghen? Ai đồn tôi bị học máu? Ai đồn tôi bị chơi ngải? Chị nè.
Rồi ai đồn à, bà đồn tôi bị dâm theo chứ gì? Dạ, em chỉ đoán theo cái linh cảm của phụ nữ thôi anh. Mà đa số cái linh cảm của em thì nó trật lất. Trời đất ơi, mọi người sao vậy hả? Sao nhiều chuyện vậy? Sao chuyện công ty thì gác mà chuyện chú bác thì xin vậy hả? Không, cái này không phải là chuyện của chú bác. Cái này là chuyện của sếp. Của sếp á sếp. Tôi nói bây giờ chuyện của ai cũng vậy hết trơn. Tại sao mọi người nhiều chuyện mà tao sao thất bản vậy hả? Tôi không có bị mấy cái đó. Hồi sáng này là tôi ăn cơm tôi bị hóc xương. Rồi tôi nói là chừng nào tôi mối được cái cọng xương ra là tôi đi làm nữa chưa. Ủa quán, hồi sáng cậu gọi con rồi mà sao giờ con đồn ác cho cậu vậy? Đâu, con đâu có đồn bậy đâu. Tại cậu gọi con, cậu nói con nghe được gì đâu. Cậu cứ Quang ơi, rồi ai biết được là cái gì. Cậu móc cái xương ra rồi cậu mới đi làm nè. Trời ơi, con có biết đâu, tưởng đâu xương cá phải nằm trong đó một tháng. Trời đất ơi, cái xương cá mà nằm trong cổ người một tháng cái cổ tôi hoại tử chết rồi đó. Tôi móc cái xương ra rồi, bây giờ tôi đi làm rồi. Mọi người nhiều chuyện quá đi. Nghe rõ chưa? Dạ. Bây giờ giải tán đi, con đi làm đi. Con mới đi làm đi nè. Bực bội gì. Ai đồn sếp bị chơi ngãi? Tài lanh tài khôn. Cho tôi hỏi, ai đồn sếp bị ngộ độc thực phẩm nôn ra máu? Em. Rồi ai đồn sếp bị đánh ghen? Thì em. Tài lanh tài lon tài lanh. Đồn sếp ơi. Ai biết? Tài lanh. Tam sao các bạn. Nhiều thế. Quẹo lửa. Chị. Mình là cái văn phòng như cái chợ. Dạ. Nghiêm túc nè. Các bạn ở tập này có vui không? Vui hay không là chuyện của khán giả người ta nhận định. Còn mình là người trong cuộc, mình là người ở trong phim, mình không có nhận định được. Trời ơi, người trong cuộc luôn mù quáng đúng không? Đó, nếu như mà khán giả thấy vui thì khán giả hãy cùng subscribe dành YouTube để cùng theo dõi series của phim Tám Văn Phòng. Chữa con. Đâu có xong hết chị. Ai chưa?